Xin chào mọi người, em quay cho mọi người cây nho thân gỗ nha các bác nhá. Nho thân gỗ. Cây cực kỳ đẹp luôn. Cây này em quay mẫu thôi. Cây này là em đã có một bạn khách bạn đặt rồi. Đặt mua chị khách hàng ở trong Đắk Lắk, đặt mua từ khi cây nó còn đang là hoa. Bây giờ cây nó quả và chín, quả chín đen như này rồi. Và bà ấy vẫn chưa lấy. Cọc tiền từ lúc cây đang hoa, bây giờ cây ra quả chín rồi chưa lấy cây. Ăn rất là ngon đấy các bạn nhá. Ăn ngọt, thơm mùi sữa. Cây này là cây nho thân gỗ mà mới chuyển từ bên Trung Quốc về Việt Nam. Tức là mới chuyển về Việt Nam đấy. Bác nào mà theo dõi online của em ấy thì cây này mới chuyển về được một tháng thôi. Chưa được một tháng đâu, nó mới về thôi. Thì về cái là mình cho, mình dâm ủ, mình quay bầu, mình dâm ủ lên như này. Mà lúc mới về những cây là quả nó cũng chín rất là nhanh. Lúc mới về thì cây nó đang là hoa và cái quả nhỏ này này. Thế mà được khoảng một tháng nó đã ra quả và quả chín này luôn rồi. Khi các bác trồng ổn định ở nhà thì quả nó sẽ ra quả và rực to hơn này nhá. Còn cái quả này là gần như nó cũng hơi là chín, gọi là chín ép ấy. Là bởi vì là nó cả một quá trình nó vận chuyển xa ấy. Thì là nó khi nó chín thì là nó quả nó vẫn là bé và nó thiếu chất dinh dưỡng trong cả một quá trình vận chuyển ấy. Còn khi mà mình muốn nó quả nó to thì khi mình về nhà mình trồng, mình chăm sóc kỹ rồi thì là nứa sau quả nó sẽ to hơn nứa này nhá. Thơm ngon ngọt luôn. Đặc tính của cây nho thân gỗ này. Cây nho thân gỗ này nó có nguồn gốc từ Brazil. Mọi người nhìn cái phần thân của nó ấy. Nếu mà em chỉ quay cái phần thân này không thôi thì các bác sẽ em phải dám chắc là các bác đều nghĩ nó là cây ổi. Đấy, nếu mà chỉ quay cái phần thân này thôi, cái phần thân, cái thân của cây nho thân gỗ này nó cực kỳ giống cây ổi và đặc tính của nó cũng giống đặc tính của cây ổi nhá. Và nó cũng dễ trồng, dễ chăm sóc y như cây ổi ở Việt Nam mình ấy ạ. Là cây nó khi nó to này, cái da của nó có chóc ra như này. Khi nó to này cái da của nó sẽ chóc ra và nó bong cái da ra y như cây ổi của Việt Nam mình đấy ạ. Nó sẽ bong ra như này. Cây này nó cũng có họ hàng với cả cây ổi đấy nha các bác nhá. Quả nho thân gỗ, tại sao nó gọi là nho thân gỗ thì là bởi vì cái quả của nó sẽ ra hoa dọc với phần thân này. Hoa của nó sẽ ra dọc thân như này nhá. Đấy, đây là hoa của nó. Sẽ ra hoa dọc thân này và sau đó nó đậu quả, quả dọc thân như này. Quả nó sai như những cái chùm, như những chùm nho này nên nó đặt tên là nho thân gỗ. Chứ nó không phải nho thân gỗ mà nó không phải giống quả nho thường mà nho neo già nó nhá. Bởi vì nó ra hoa dọc thân như này. Ở phần thân gỗ của nó được gọi đặt tên là nho thân gỗ. Ăn thì nó có mùi vị, bên trong thì bên ngoài thì vỏ nó màu tím này, ăn nó hơi có vị của trái ổi. Còn bên trong thì vị mùi sữa, thơm mùi sữa nhá các bác nhá. Quả này trên thị trường nó bán hơn 1 triệu một cân quả đấy ạ. Cái này các bác có thể ăn trực tiếp. Cái quả này trồng mọi người thu hoạch quả có thể ăn trực tiếp, và các bác có thể ngâm rượu ấy, em thấy người ta hay ngâm rượu lắm. Một bình rượu nho thân gỗ giá trị của nó cực kỳ cao luôn. Cây này, cây nho thân gỗ này em bán giá là 30 triệu một cây, là hàng to, là hàng quay bầu đen này này. Hàng quay cái bầu đen như này là hàng to này, vanh của nó vanh 40 này. Hàng to vanh gốc 40 này. Giá của nó là hàng to vanh gốc 40, giá của nó là 30 triệu một cây. Còn cũng là cái hàng nho thân gỗ nhưng mà cái hàng nó nhỏ hơn đấy nhá. Em đang nghiêng máy sang cho các mọi người xem. Nó giá nó cao hơn bởi vì cây nó già cây hơn nhá, cây nó già cây hơn, nó to cây hơn. Cùng cái tạng cây như thế nó chỉ nhỏ hơn một chút xíu thì giá nó còn rẻ bằng một nửa tiền thôi. Gần một nửa tiền thôi. Cái cây chậu đỏ này, cái cây chậu đỏ nha các bác đang xem này, cây chậu đỏ này, cây chậu nhựa đỏ này nó chỉ nhỏ hơn cây này một chút xíu thôi nhưng mà giá tiền nó rẻ hơn rất là nhiều. Giá của nó chỉ có gấp 18 triệu, vanh của nó vanh trên 30. Còn cây này thì vanh của nó ra tầm từ 35 đến 40. Tại sao nó giá lại chênh lệch nhiều như thế? Để em ăn xong em giải thích nha. Sở dĩ nó có sự chênh lệch giá nhiều như thế là bởi vì là cái thằng nho thân gỗ này nó thuộc dòng chậm lớn.
nuôi nó rất là lâu lớn, mà để một cây mà từ cái chậu đỏ này là để phát triển thành một cây 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 bỏ cái cây bầu đen là to bằng cái cây bầu đen là mất rất nhiều thời gian. Và thứ hai là cái cây bầu đen này là cây già cây hơn cây cây chậu nhựa đỏ nhá. Cây già cây hơn, các bác nhìn này, những cái cây mà quay bầu đen này, cây nào trên cây các bác nhìn thấy nó cũng là đang có quả ở trên cây. Tức là cái thằng này là thằng nho thân gỗ này là thuộc nho thân gỗ thường. Đặc tính của nho thân gỗ thường là như nào? Đặc tính của cây nho thân gỗ thường là nó hoa quả của nó, cây nó mà từ lúc bé nuôi từ cây giống ấy, nuôi từ các bạn nuôi từ cây giống một gang tay này để nó trở thành một cây trưởng thành mà nó có thể ra quả cho mọi người thì nó phải mất khoảng 10 năm nó mới bói quả. Thời gian bói quả nó rất là lâu. Nó phải mất 10 năm mới bói quả, mà khi nó mới bói quả mà cây nó non cây ấy, thì nó chỉ 1 năm nó chỉ ra được 1 đến 2 vụ thôi. Còn nhưng mà khi cây nó đã đạt đến độ già, của cây ấy, thì cây nó sẽ là hoa quả quanh năm. Đấy là đặc tính của nó như thế, tức là cây nếu mà nó chưa đủ tuổi thì 1 năm nó chỉ ra được 1 vụ hoặc 2 vụ thôi. Còn khi cây mà nó đã già như cái cây quây bầu đen này, nó là hàng cực kỳ già luôn, nên là mọi người sẽ thấy nó cây bầu đen này này là nó sẽ là hoa quả quanh năm luôn. Em quay tất cả các cây bầu đen nó đều có quả hết, vì nó là hàng già cây hơn. Đấy, phân biệt một chút là như thế nhá. Tất cả những cái cây quây bầu đen ở đây này, quây bầu đen, những cái cây to mà quây bầu đen này, các bác nhìn này, em quay này, nó chỉ to nhìn hơn cái thằng chậu đỏ một chút xíu thôi, nhưng mà giá nó cao gấp đôi luôn đấy ạ. Bởi vì cây nó già cây hơn đấy các bác nhá. Già cây hơn, nó to, nó già cây hơn, giá nó cao hơn. Nhỏ hơn cái thằng đấy một tí, nó là hàng chậu đỏ này, nhưng mọi người nhìn này, em quay cho cây chậu đỏ này, mọi người nhìn thấy đâu, nó này, nó vẫn chưa đạt độ già, nó vẫn chưa đạt độ già như cây kia. Giá nó rẻ hơn, cây là có 18 triệu một cây thôi, nhưng cây này 1 năm chỉ ra được 2 vụ. Cùng một giống nha, cùng là giống nho thân gỗ thường. Nhưng cái thằng ở cái thằng chậu đỏ này thì 1 năm nó chỉ ra được 2 vụ thôi. Tại sao nó lại có sự khác biệt như thế? Đây em quay gần cho mọi người xem này. Cái thằng quây bầu đen đấy nhá. Thằng quây bầu đen này mọi người nhìn này, quả của nó từ gốc đến ngọn luôn. Quả của nó từ gốc đến ngọn luôn đấy ạ. Đấy. Quả nó sai luôn. Đây là cây vừa mới vận chuyển từ bên Trung Quốc về, nó rụng nhiều rồi đấy. Nó rụng nhiều rồi đấy. Còn cái thằng này này, nó to, nó cũng to mà nó chỉ đuối hơn cái thằng kia một tí, nhưng mà trên cây nó không có quả. Thế là trên cây nó không. Cái thằng nho thân gỗ này là đặc tính của nó nào. 1 năm chỉ ra là 1 vụ thôi, 2 vụ thôi là nho thường. Nhưng mà khi cây đạt đến độ già của nó thì nó là quanh năm. Cây này là vẫn chưa đạt đến độ già như cái cây quây bầu đen. Nên là mặc dù nó ấy hơn, nhưng mà nó vẫn rẻ, nó rẻ hơn, nó to bằng gần bằng nhau, nhưng mà nó giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Bác nào mà muốn trồng thử một cây nho thân gỗ này thì inbox cho em nhá. Số điện thoại em là 0911451210 giúp em. À. Hàng chậu nhựa đỏ này thì giá nó rẻ hơn, giá nó mềm hơn rất là nhiều. Đây, quay cho các bác xem, giá nó mềm hơn rất là nhiều. Cây tán nó cũng to, tròn, đẹp đấy ạ. Cây của nó cũng to, tròn, đẹp, giá bình dân. Cây này em Thủy bán giá chỉ có 18 triệu một cây nha các bác nhá. Đây, cây lại là cây đẹp này. Cây này thì nó chỉ đuối hơn so với cái thằng 30 triệu kia một tí thôi. Về mọi người cứ trồng chăm sóc khoảng 1-2 năm nữa là nó sẽ đạt đến độ đẳng cấp như thế, như cái cây đen. Chào chị Thủy nhé, lâu lắm mới nhìn thấy bạn tôi yêu Việt Nam. Ủa bị lốc. Đây. Nho thân gỗ, một loại cây rất là đáng trồng, đáng để chơi nhá. Bác nào mà muốn trồng thì inbox vào Zalo, số điện thoại em là 0911451210 hoặc 0969162214 thôi em. Vì em yêu